Xin chào các chị em và các bạn. Hôm nay câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân sẽ hướng dẫn cho các bạn điệu nhảy có tên gọi là Bachata. Đây là bài cơ bản dành cho người mới bắt đầu học nhảy. Hôm nay chúng mình sẽ dạy cho các bạn bước cơ bản, gọi là cơ bản ngang và cơ bản dọc. Ở điệu Bachata, cách đếm như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nhảy. Thì cái phần đầu tiên chúng mình sẽ quay lưng lại để các bạn dễ tập theo nhé, gọi là đếm không có nhạc. Phần thứ hai chúng mình sẽ nhảy theo nhạc chậm, và cuối cùng mình sẽ nhảy theo nhạc bình thường, có nghĩa là nhanh bình thường các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu các bạn theo dõi, mình sẽ quay lần lưng lại cho bạn dễ tập này. Trụ là trụ chân trái các bạn, trụ là sao ạ? Trọng tâm ở chân trái, chân phải tự do. À, mình bước chân phải qua 1, 2, 3, 4, có nghĩa là 1, 2, 3 thì cả bàn chân, nhưng mà 4 nửa bàn chân. Mình làm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ chuyển qua là bước cơ bản dọc các bạn nhé. Trụ chân trái này, trụ chân trái, chân phải bước lên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bước Bachata cơ bản ngang và dọc. Bây giờ mình sẽ đi hai cái ngang và dọc, hai cái động tác ngang và dọc này đi với nhạc chậm để các bạn hình dung nhé. Đây, nhạc chậm đây. Phần cơ bản thứ nhất đó là động tác Bachata ngang và Bachata dọc. Các bạn hãy học từng bước một. Bachata thì
sôi động, dễ học thôi, không có gì khó khăn. Mình tập với không nhạc trước, đếm trước, sau đó tập với nhạc chậm và cuối cùng tập với nhạc nhanh, bình thường. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau để học những phần nâng cao của Bachata nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.